Trọng Khương xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Kính thưa quý vị, theo cách nghĩ của những người xưa, nếu một người xem nhẹ tiền bạc thì hầu hết họ đều đã rất trưởng thành và đạt được cảnh giới cao nhất của việc không vướng tham, sân, si, không vì danh lợi mà đánh mất chính mình. Nhưng đó là cách nghĩ của ngày trước. Thế nhưng, trong cuộc sống hiện đại và cũng rất thực tế này, không ai hít không khí sống qua ngày cả mà cần phải có tiền để duy trì cuộc sống. Nhưng đời này ngộ lắm. Những ngày không có tiền thực sự rất khổ sở. Còn những ngày có tiền cũng chẳng sung sướng gì, vì cầm tiền trên tay thấy sao ít quá. Sống thế nào với số tiền ít ỏi này đây? Cảm giác khủng hoảng thiếu tiền tiêu xài dường như luôn hiện hữu trong nhiều người trẻ hiện đại, khi vật giá thì leo thang từng ngày, còn đồng lương thì ọp ẹp mãi. Giàu có bắt nguồn từ tư duy khác biệt. Năm kiểu suy nghĩ đáng tiền của người khôn ngoan. Làm được năm việc này, sớm muộn bạn cũng trở nên giàu có. Mời quý vị cùng theo dõi xem đó là năm điều gì quý vị nhé. Làm được năm việc này, sớm muộn bạn cũng giàu có. Đầu tiên, không để tâm đến những câu nói vô nghĩa của người khác. Của mình thì không cần tranh đấu, không phải của mình thì không cần tranh đấu. Cả đời này, bạn thực sự không muốn tranh giành với người khác. Chỉ cần bạn siêng năng hơn, bạn sẽ không bao giờ chết đói. Hồi đi học, chúng ta đã được học câu chuyện ba cuộc di chuyển của mẹ thầy Mạnh Tử. Mỗi lần con bà bắt chước thói xấu hay nhà hàng xóm gây chuyện, thì bà lại cùng con chuyển nhà. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng nên giống như bà mẹ này, tránh cãi lý với người sai và đừng để tâm quá nhiều đến lời nói xấu của hàng xóm. Bạn cũng đừng quan tâm quá nhiều đến chuyện riêng tư của mọi người xung quanh. Hãy quan tâm vừa đủ thì tâm trạng của bạn càng tốt và tạo được nhiều mối quan hệ, và từ đó bạn càng dễ kiếm tiền hơn. Một người càng không muốn quan tâm đến những lời bâng quơ của người khác thì càng dễ kiếm tiền. Để kiếm tiền, bạn cần nắm được cái lớn, bỏ cái nhỏ. Đó cũng là một quá trình có tâm, có trí. Nếu bạn để tâm quá nhiều những chuyện thị phi, thì bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Muốn tập trung kiếm tiền, tốt hơn là nên rộng lượng và bỏ qua. Nếu bạn có tâm lý tranh giành cùng thiên hạ, thì để có thứ bạn muốn, bạn có thể bất chấp thủ đoạn. Hãy trân trọng cơ hội kiếm tiền, trân trọng đồng tiền trong tay và dám buông bỏ những đồng tiền không thuộc về mình. Thứ hai, cứ thích làm gì thì làm, vui là được, không cần quan tâm quá đến sắc mặt người khác. Bạn cực khổ kiếm từng đồng tiền và cảm thấy hạnh phúc với số tiền ít ỏi ban đầu, nhưng người khác lại coi bạn là kém cỏi. Nhưng bạn kiếm tiền là chuyện của bạn, không phải của ai khác. Ví dụ, một người trung niên làm việc trong nhà máy, thu nhập hàng tháng chỉ hơn 4 triệu đồng và thường bị chê cười. Anh ấy không nghĩ rằng mình kiếm được ít tiền là điều đáng xấu hổ. Và anh ấy vẫn bám trụ vào công việc lương thấp này, không thèm tìm một công việc nào khác. Có lẽ trong mắt anh, lương công nhân bán thời gian trong nhà máy không cao, nhưng quen được nhiều bạn, quen với công việc, mỗi ngày đi làm là hạnh phúc lắm rồi. Tôi không đánh đồng với chuyện bạn không có ý chí cầu tiến, nhưng hãy làm những gì bạn cảm thấy vui là được. Rốt cuộc, bạn sống vì bạn. Cuộc sống này là của chính bạn, do bạn làm chủ. Bạn đừng để bị gò bó bởi suy nghĩ và thái độ của người khác vì chuyện tiền bạc của bạn. Điều thứ ba, phải biết tiết kiệm. Khi nào tiết kiệm được nhiều tiền, tôi sẽ tiêu sau. Có người cứ nói, tiền nhiều cũng được, tiền ít cũng được, đủ xài là được, đừng bán mạng. Nhiều người nói được câu này, nhưng chưa chắc làm được đâu nhé. Hãy nhìn lúc anh ta sống trong cảnh thiếu thốn, không có tiền để ăn. Anh ta sẽ không mở mồm ra bảo ít tiền cũng được,
và anh ta không đủ tư cách để nói như vậy. Đối với một người đã thực sự kiếm được hàng chục triệu đồng mỗi tháng, nếu thời trẻ anh ta chịu khó tiết kiệm, hạn chế những ham muốn quá xa xỉ, thì nửa sau cuộc đời, anh ta có thể sống một cuộc sống không lo toan, không lo lấy tiền bạc từ đâu ra để tiêu dùng. Đồng thời, anh ấy sẽ cố gắng trở thành một người tiết kiệm và không tiêu tiền bừa bãi. Khi một người có trong tay một số tiền lớn và những ý tưởng tối giản, thì anh ta mới thực sự nhận ra tự do tài chính. Việc thứ tư, không làm tâm mình mệt mỏi, vì khi lòng có ưu tư, bạn chẳng làm gì ra trò. Nỗ lực có thể không thành công, nhưng muốn thành công thì không còn con đường nào khác ngoài nỗ lực. Nhiều người đã vật lộn trên đường đời và chịu đựng, nhưng càng làm việc chăm chỉ, anh ấy nhận ra bản thân càng cách xa mục tiêu trong cuộc sống. Anh ấy không thấy chút hy vọng nào cả. Đồng ý là trên con đường trưởng thành, cần làm quen với sự cô đơn. Nhưng nếu bạn đấu tranh quá lâu một mình, bạn sẽ rất mệt mỏi. Có ngày, bạn sẽ ngã quỵ xuống đất và không bao giờ muốn đứng dậy nữa. Có một cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở cổng ký túc xá trường đại học của tôi. Ông chủ là một người đàn ông trạc tuổi 50. Ngày nào cũng dậy sớm, bán đến tối tăm mới nghỉ. Ông còn chủ động giao hàng tận nơi, nhưng cửa hàng của ông luôn kinh doanh ế ẩm. Khi bỏ cửa hàng, ông chủ nói: "Tôi chẳng làm được cái gì cả, nên tôi sẽ không có mệnh phát tài. Nên tôi không siêng năng nữa, cứ nhàn nhã ngồi chờ lương hưu thôi." Hóa ra trước đó, ông ấy đã mở một vài cửa hàng, nhưng không kiếm được nhiều tiền, chỉ đủ cầm cự qua ngày, nên thực sự rất mệt mỏi và không muốn tiếp tục quần quật nữa. Về vấn đề tiền bạc, ông ấy bị vợ và họ hàng coi thường vì bất tài. Nếu một người đấu tranh quá lâu mà không có kết quả, người đó sẽ rất mệt mỏi và người buồn phiền do tâm mệt mỏi. Một khi lòng người mỏi mệt và muốn nghỉ ngơi, thì họ không còn mong cầu xa hoa nữa, vì họ chờ mãi chẳng thấy đâu. Điều cuối cùng, không cam tâm an phận, vạn sự tùy duyên, nhưng giàu do dám hành động. Như câu nói, vạn sự tùy duyên, nhiều người tin vào số mệnh và cho rằng số mệnh của một người là do ông trời sắp đặt, không có cách nào thay đổi được. Anh họ tôi ở ngoài quê đã cuốc đất và trồng cây ăn quả. Trong vài năm qua, anh đã kiếm được hơn 600 triệu đồng nhờ vào vườn cây ăn quả rộng vài mẫu. Tuy nhiên, vào mùa dịch vừa qua, cây trái thất thu, cộng thêm việc anh nằm bệnh cả tháng, khiến tiền của anh vơi dần. Kể từ đó, anh càng tin rằng số tiền mình kiếm ra không phải do bản thân mình kiếm ra, tất cả là do số phận sắp đặt. Sau khi bị bệnh, một người từ bỏ ý định làm việc chăm chỉ để kiếm tiền vì tin giàu nghèo do số phận. Một người khác lười biếng và cho rằng số phận thật bất công và không cam lòng. Trong mọi trường hợp, khi một người có ý nghĩ cam chịu số phận, anh ta thất vọng về tiền bạc và anh ta sẽ không muốn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trong suốt quãng đời còn lại của mình. Và điều này thực sự sai lầm nghiêm trọng. Có người nói, người lười biếng có phúc, người lười biếng. Thực ra, người lười biếng không có phước báo nào ở đây cả. Họ chỉ ngụy biện cho bản thân kém cỏi mà thôi. Thực ra, vận mệnh của con người luôn nằm trong tay mình. Nếu bạn chịu thiệt thòi mà nỗ lực, thì vận mệnh sẽ bù đắp cho bạn theo cách khác. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, may mắn sẽ đến. Những người thực sự thông minh đã rất nỗ lực để kiếm tiền, và họ sẽ không an phận với kiếp nghèo, vì họ tin rằng tương lai vận mệnh
đều từ đôi bàn tay mà ra cả. Steve Sibo, tác giả cuốn How Rich People Think, cách suy nghĩ của người giàu, đã dành gần 3 thập kỷ để phỏng vấn các triệu phú trên toàn thế giới để tìm ra điểm khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Điều khác biệt không nằm ở những gì họ làm, những gì họ đang sở hữu, mà là cách họ tư duy. Và sau đây chính là những tư duy khác biệt giúp họ trở nên giàu có. Không ít người trong số chúng ta có suy nghĩ rằng tiền bạc chính là gốc rễ của những điều xấu xa, tội lỗi, và người ta giàu chẳng qua cũng nhờ may mắn mà thôi. Đó là lý do tại sao việc trở nên giàu có hơn lại là điều đáng xấu hổ với một bộ phận người có thu nhập thấp. Silbo cho rằng những người ở tầng lớp thượng lưu đều biết tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó giúp cuộc sống trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Trong khi hầu hết những người khác xem ích kỷ là thói xấu, thì người giàu lại nghĩ đó là đức tính tốt. Để minh chứng cho điều này, Silbo nói, người giàu đi khắp nơi và làm những việc khiến bản thân họ hạnh phúc. Họ không cố gắng giả vờ để cứu thế giới. Nếu bạn không thể tự chăm sóc cho chính mình, thì bạn cũng chẳng làm được gì cho ai khác. Bạn không thể cho đi những gì bạn không có. Hành động thay vì ngồi chờ sung dụng, Silbo viết, trong khi đại đa số chúng ta ao ước trúng số để trở nên giàu có, thì những người giàu lại tìm cách giải quyết vấn đề. Vị anh hùng mà hầu hết mọi người đang chờ đợi có lẽ là Chúa Trời, chính phủ, sếp hay vợ chồng của họ. Họ tự nghĩ và tin như vậy, gán nó vào cuộc sống của mình và cứ há miệng chờ sung, mặc thời gian trôi.